ở đây thì rất thiệt thòi. Đại đa số là hầu như là học sinh nghèo. Trong cái ngày đầu tiên về công tác tại trường, điều mà một người giáo viên cảm thấy là day dứt nhất đó là các em có cái tố chất, có sự nỗ lực vươn lên, nhưng các em lại tự ti. Cái khó của người thầy làm thế nào để mà truyền được cái sự tự tin cho các em. Vì các em ở vùng sâu, vùng xa thì có một cái nhận thức, một cái suy nghĩ là dù có cố gắng học thì cũng không bằng được các cái bạn ở vùng xuôi. Thì các em bỏ dở giữa chừng và các em không tiếp tục đi theo học. Tự tin rằng có thể thay đổi nhận thức của người dân và các em học sinh. Từ năm 2016, thầy Gióng và các đồng nghiệp của mình đã quyết tâm làm một điều táo bạo là tìm kiếm và vận động học sinh đi thi học sinh giỏi. Một điều mà trước nay ít người nghĩ tới. Bản thân những cái học sinh mà khi mà được tôi lựa chọn để đi bồi dưỡng học sinh giỏi, thấy thầy cô đến trước cửa nhà là học sinh lại trốn ra đằng sau. Quãng thời gian đấy thì ngày nào cũng phải động viên các em, hỗ trợ các em trong cái việc mua bút, mua sách, rồi mua tài liệu tham khảo, bồi dưỡng cho các em. Thì ban đầu khi mà thực hiện thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là khi mà đưa ra một cái bài toán thì thường là hướng dẫn đi, hướng dẫn lại thì các em mới có thể nắm được cái cách làm. Có khi là đã được hướng dẫn một lần rồi và ngay sau đó quên hết. Thì để thực hiện cái việc đó thì hầu như là đều phải thực hiện ngoài cái thời gian lên lớp hàng ngày, là thực hiện một các buổi tối. Cũng rất là mệt. Có nhiều lúc là cũng không muốn cố gắng được nữa. Nhưng nhìn thấy học sinh đến với mình, cảm thấy rất là thương các em. Quyết tâm để không bỏ rơi học sinh. Nhờ nỗ lực của thầy Gióng và các đồng nghiệp, nhiều học sinh đã mang đến niềm vui, tự hào về cho ngôi trường vùng khó. Tính từ năm học 2016 đến nay, đã có hơn 30 học sinh của thầy đạt giải cao cấp huyện và 3 học sinh đạt giải cấp tỉnh. Với thầy, thành công đạt được không chỉ là những gương mặt đã bứt phá từ vùng đất khó để giành các giải thưởng cao, mà còn là những câu chuyện ấm lòng về những học sinh từ khó khăn trong cuộc sống, học lực, nhưng đã từng bước bứt phá dưới sự dìu dắt động viên của thầy. Người đã từng có lúc tưởng chừng phải rời xa bục giảng bởi căn bệnh nghề nghiệp quái ác. Là thầy là một tấm gương sáng để cho các em noi theo. Thầy rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình, thì các em có được những cái kết quả đó và cảm thấy là không tự tin, lấy mặc cảm về đối với cái vùng mà dân tộc thiểu số, mà để phấn đấu, để cố gắng là vươn lên. Sứ mệnh của một người giáo viên thì không quan trọng là điểm số, mà quan trọng là phải làm sao để cho học sinh phải luôn có cái ước mơ, luôn có cái hy vọng. Và nếu mà các em có ước mơ và các em có sự nỗ lực phấn đấu thì tin chắc là các em sẽ đạt được những cái mà mình mong muốn.